đất 50 năm, 7 quy định mới nhất về sổ đỏ, xây dựng, gia hạn. Nhiều người dân còn có cách hiểu chưa đúng về đất 50 năm, dẫn đến việc sử dụng đất không đúng mục đích, như xây dựng nhà ở hoặc các công trình xây dựng khác. Nếu sử dụng không đúng mục đích sẽ bị phạt tiền hoặc buộc phải khôi phục lại cái tình trạng ban đầu. Những câu hỏi rất là thường phổ biến đó là đất 50 năm có xây nhà ở được không? Đất 50 năm có chuyển đổi sang đất ở được không? Và thủ tục gia hạn và chi phí như thế nào? Làm sao để nắm rõ các quy định mới nhất về đất 50 năm và chuẩn bị các bước thực hiện cho đơn giản và đúng theo quy định? Với những ai lần đầu xem kênh YouTube của tôi là Quang Vinh, chuyên đầu tư, tư vấn bất động sản, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế và cập nhật những thông tin bất động sản mới nhất cho bạn. Bạn có thể xem thêm những video khác mà tôi đã chia sẻ miễn phí trên kênh. Với những ai chưa đăng ký kênh, bạn có thể bấm vào nút đăng ký và nhớ bấm chuông bên cạnh để YouTube thông báo cho bạn khi có video mới. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Đất 50 năm là gì và gồm những loại đất nào? Theo luật đất đai năm 2013, thì đất đai được phân chia làm 3 nhóm: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Trong các cái nhóm đất trên thì không có cái nhóm nào quy định là đất 50 năm, mà đất 50 năm là do cái cách gọi của người dân theo cái thời hạn sử dụng là 50 năm. Theo điều 126 luật đất đai năm 2013, đất có thời hạn sử dụng 50 năm hoặc tối đa không quá 50 năm gồm những cái trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp gồm có những loại đất sau. Trường hợp thứ nhất, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, giao nhiều loại đất gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp là 50 năm. Sau khi hết hạn, nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn là 50 năm. Trường hợp số 2, hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp. Thời hạn sử dụng không quá 50 năm. Sau khi hết hạn, nếu có nhu cầu thì được nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê. Trường hợp số 3, tổ chức được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. Tổ chức hộ gia đình, cá nhân được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Tổ chức được giao đất, thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất, thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam. Thời hạn sử dụng được xem xét quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm. Sau khi hết hạn, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng sẽ được nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá 50 năm. Như vậy, đất 50 năm thì không phải là loại đất theo quy định của pháp luật mà đó là cách gọi của những người dân, gọi cho dễ hiểu, dễ nhớ theo cái thời gian sử dụng là 50 năm. Đất 50 năm có được xây nhà hay không là câu hỏi của rất nhiều người. Theo khoản 1 điều 6 luật đất đai 2013 quy định rất rõ về nguyên tắc sử dụng đất là phải đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất. Như vậy rõ ràng là chỉ có đất ở mới được xây dựng nhà ở. Nếu mà xây dựng nhà ở trên các loại đất khác là vi phạm pháp luật và buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu và bị phạt tiền. Đất 50 năm không được xây dựng nhà ở vì rõ ràng nó không phải đất ở. Nếu muốn xây dựng nhà ở thì phải xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trên thực tế là rất nhiều người dân đã không biết hoặc là cố ý xây dựng cái nhà ở trên những cái khu đất 50 năm này. Vậy họ bị phạt tiền ở mức nào và họ phải làm những cái bước gì tiếp theo? Việc xây nhà ở trên đất có thời hạn 50 năm sẽ bị xử phạt tùy theo là loại đất gì và cái diện tích xây dựng ở trên đó. Xây nhà trên đất trồng lúa, xây nhà trên đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác,
xây nhà trên đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất. Mức xử phạt từ 3 triệu cho đến 250 triệu đối với vùng nông thôn và đối với khu vực thành thị thì sẽ cao gấp 2 lần. Biện pháp khắc phục hậu quả buộc người vi phạm phải khôi phục lại cái tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, buộc phải tháo dỡ nhà ở, các công trình, thậm chí là nộp lại cái số tiền bất hợp pháp có được do cái việc xây dựng hành vi vi phạm này gây ra. Hướng dẫn chuyển đất 50 năm sang đất ở, chúng ta cần phải chuẩn bị những thủ tục và giấy tờ gì? Trước khi đến các phần tiếp theo, bạn hãy nhớ bấm nút like, thích video này để YouTube ghi nhận nội dung này có ích và đề xuất cho nhiều người được xem hơn. Hãy nhớ để lại bình luận bên dưới. Chuẩn bị hồ sơ. Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị một bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, gồm có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu số 01, giấy chứng nhận sổ đỏ, sổ hồng. Cái trình tự và thủ tục thực hiện thì bước đầu tiên là nộp hồ sơ, nộp tại bộ phận một cửa. Nếu khu vực nào chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp tại phòng tài nguyên và môi trường nơi có khu đất. Bước 2 là tiếp nhận hồ sơ, bước 3 là giải quyết các yêu cầu và bước 4 là trao kết quả. Thời hạn giải quyết thì nó không quá 15 ngày đối với những hồ sơ mà hợp lệ, không có thiếu hay phải bổ sung cái gì hết. Không quá 25 ngày đối với những khu vực ở xa như là miền núi, hải đảo hay là những khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn. Chi phí chuyển đổi đất 50 năm sang đất ở là bao nhiêu? Theo quy định chuyển từ đất nông nghiệp được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của nhà nước. Tiền sử dụng đất được tính theo công thức tiền sử dụng đất phải nộp bằng tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở, trừ đi tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. Riêng đối với đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng hợp pháp thì căn cứ vào nguồn gốc đất đó để thu tiền sử dụng đất. Cụ thể, đất có nguồn gốc là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất nông nghiệp được giao trong hạn mức sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. Phải lưu ý rằng là mặc dù có cách tính khá phức tạp như trên, nhưng số tiền cụ thể sẽ do các cơ quan tính thuế và thông báo cho người sử dụng đất. Căn cứ vào thông báo của cơ quan thuế thì người dân chỉ cần đối chiếu và kiểm tra cho chính xác. Ngoài tiền sử dụng đất thì còn phải nộp lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy chứng nhận nữa. Hết thời hạn sử dụng đất 50 năm thì người dân cần phải làm gì? Theo quy định, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước giao công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất. Khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 điều 126 và khoản 3 điều 210 của luật đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. Như vậy, rõ ràng đất 50 năm không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất gia hạn nếu có đủ điều kiện. Hồ sơ thủ tục cấp sổ đỏ cho đất 50 năm là gì? Điều kiện cấp giấy chứng nhận. Điều kiện được cấp giấy chứng nhận gọi là sổ đỏ hay là sổ hồng không phụ thuộc vào thời hạn sử dụng đất, hay nói cách khác chỉ cần là đáp ứng đủ điều kiện là được. Căn cứ theo điều 99, 100 và 101 luật đất đai năm 2013, điều kiện cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất 50 năm được chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Đây là trường hợp phổ biến nhất để hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận. Điều kiện cấp giấy chứng nhận thông qua việc nhà nước công nhận quyền sử dụng đất được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Nhóm 2 không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Trường hợp 2 được nhà nước giao đất hoặc là cho thuê đất. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến nay, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất thì hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận. Chỉ cần được giao, cho thuê là được cấp giấy chứng nhận. Hy vọng video này có ích đối với bạn. Hãy giúp tôi chia sẻ video này tới người thân và bạn bè của bạn và giúp YouTube đề xuất cho nhiều người khác được biết đến hơn.
Bạn hãy nhớ đăng ký và bấm vào chuông để YouTube thông báo cho bạn xem video mới sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn bạn.